Đây là nhóm lính đánh thuê tinh nhuệ nhất thế giới, dù chỉ có 4 người nhưng đến nay họ chưa thất bại bất kỳ nhiệm vụ nào. Mỗi lần xuất kích họ đều mang theo những món vũ khí có tuổi đời từ vài trăm đến hàng ngàn năm trước. Hôm nay họ nhận nhiệm vụ từ một sĩ quan tình báo CIA tên Cobri. Đó là giải cứu một nhóm trẻ em bị phiến quân khủng bố bắt cóc làm con tin. Sau một hành trình dài, cuối cùng cả đội cũng đã tiếp cận được hang ổ của địch. Hai tên lính canh cửa còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã cỏ mọc xanh ngộ. Mấy tên còn lại thì bị Booker dùng thanh đao thời Trung Cổ chém người như chém chuối. Chị Đại Andy thì nhẹ nhàng hơn, cầm súng vẩy phát nào là có thằng đáp chiếu đến đó. Cả đội tiếp tục tiến vào thì thấy đống giày của bọn trẻ dưới đất. Đoán bọn chúng bị nhốt ở bên trong, họ liền cài thuốc nổ xông vào, nhưng căn phòng lại chẳng có bất kỳ ai cả. Đúng lúc này đèn điện đột nhiên được bật sáng, ngay sau đó một nhóm lính vũ trang xuất hiện xả súng liên tục về phía họ. Đám lính hớn hở tưởng rằng đã tiêu diệt được mục tiêu thì bất ngờ đồng tử của Andy hoạt động trở lại, viên đạn bị ép ra khỏi cơ thể, còn vết thương thì được chữa lành. Cả nhóm sống lại như chưa hề có chuyện gì rồi lao lên tấn công đám lính, kẻ địch không kịp trở tay liền bị bọn họ đánh cho lên bờ xuống ruộng. Andy cầm rìu bổ ngang chém dọc dũng mãnh không khác gì một nữ chiến binh thời Trung Cổ. Rất nhanh họ đã giúp toàn bộ đối thủ thành công ký hợp đồng với Diêm Vương. Nhìn trong phòng có gắn rất nhiều camera, Andy đoán cả nhóm đã bị Copley phản bội. Quả nhiên hắn đang ngồi xem mọi người thông qua màn hình. Tên da đen từ lâu luôn nghi ngờ nhóm của Andy chính là những chiến binh bất tử. Và sự việc vừa rồi đã khẳng định nghi ngờ của hắn là đúng. Có vẻ như hắn ta đang có một âm mưu gì đó. Bên này nhóm của Andy rất tức giận khi bị Copley lừa. Họ xóa sạch mọi dấu vết rồi lên đường hốt xác tên da đen để không ai biết về sự tồn tại của mình. Đâu đó tại Afghanistan, đội thủy quân lục túi Hoa Kỳ đang truy bắt một phần tử khủng bố chuyên bắt cóc phụ nữ và trẻ em. Ngay khi nhận được tin báo, Ninh cùng đồng đội liền tổ chức tấn công vào trong. Tên này chống trả rất quyết liệt nên cô buộc phải nổ súng hạ gục đối thủ. Ninh chạy đến cầm máu giúp hắn nhưng không ngờ lại bị hắn dùng dao chém ngang cổ. Vết thương quá sâu khiến máu chảy ra liên tục không thể cầm được. Ngay khi mọi người nghĩ rằng cô ấy đã chết thì Ninh bất ngờ sống lại một cách kỳ diệu. Đặc biệt là vết thương trên cổ hoàn toàn lành lặn mà không để lại một vết sẹo nào. Chứng kiến cảnh này, đồng đội cảm thấy nghi ngờ cô nàng da đen không phải là người bình thường và nhìn cô bằng một ánh mắt lo sợ. Mà nhóm của Andy bên này lại đột nhiên nhìn thấy hình ảnh của Ninh trong giấc mơ. Đây chính là đặc điểm chung của những chiến binh bất tử. Họ có thể cảm nhận sự tồn tại của nhau. Andy muốn đưa Ninh về gia nhập hội. Nếu để người khác phát hiện cô ấy là người bất tử sẽ gây bất lợi cho cả nhóm. Dựa vào những hình ảnh trong giấc mơ, anh mồm lông râu giống lão sếp của tôi đã phác họa hình ảnh của Ninh và địa chỉ. Andy sẽ đi đến đó đón cô nàng da đen, còn những người khác quay về căn cứ để chờ lệnh. Quả nhiên sau khi biết tin có người mang trong mình khả năng hồi phục thần kỳ thì quân đội Mỹ đã ra lệnh đưa Ninh về để nghiên cứu. Đối mặt với ánh mắt dò xét của đồng đội, cô nàng sợ hãi chạy ra một góc để trấn an bản thân mình. Cô bày tỏ mong muốn được ở lại chiến đấu nhưng chỉ huy không đồng ý. Đúng lúc sắp bị đưa đi thì chị Đại có mặt kịp thời đánh ngất đám lính xung quanh rồi bắt cóc Ninh rời khỏi doanh trại. Đi được nửa đường, cô nàng da đen bất ngờ tỉnh lại. Cô cố gắng đạp cửa để thoát thân nhưng lại bị Andy phát hiện nổ súng bắn xuyên táo. Không lâu sau, Ninh tiếp tục trở về từ cõi chết như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô tức giận vùng dậy đâm Andy một nhát ngay vai nhưng chị Đại vẫn bình thản rút con dao ra ném đi. Andy nói rằng tôi cũng là một người bất tử. Nếu muốn biết bí mật của bản thân thì hãy đi theo tôi. Cô nàng da đen cảm thấy tò mò nên quyết định đi theo. Trên máy bay, Ninh hỏi tại sao chúng ta lại có khả năng bất tử. Andy trả lời rằng chính cô cũng không biết. Chỉ biết bản thân là người được chọn để mang trong mình sức mạnh này và cô luôn cảm thấy nó giống như một lời nguyền hơn là phép màu. Vì không nhận được câu trả lời mong muốn nên Ninh đã lợi dụng lúc chị Đại ngủ say mà trói tay lại, sau đó uy hiếp phi công phải hạ cánh ngay lập tức. Ai ngờ Andy đã nổ súng hạ gục phi công trước sự ngơ ngác của cô gái trẻ. Andy nói rằng mình biết lái máy bay nên hãy mau cởi trói nếu không muốn chết bành xác. Ninh sợ hãi vội vàng chạy tới cởi trói nhưng lúc này viên phi công đột nhiên tỉnh lại. Hóa ra vừa rồi Andy đã ra hiệu cho anh ta giả chết. Điều này khiến cô nàng da đen phẫn nộ đòi chơi solo khô máu với chị Đại. Với kinh nghiệm hàng ngàn năm chinh chiến thì Ninh không khác gì một đứa trẻ mới tập võ trước mặt Andy cả. Chị Đại dễ dàng đánh cho đối thủ lòi xương tay gãy luôn xương chân. Cuối cùng Ninh cũng chịu ngoan ngoãn đi theo Andy về căn cứ. Trong khi đó, ông chủ của công ty dược Magic đang thuyết trình về loại thuốc chữa bệnh ung thư mà hắn mới tạo ra đã giúp rất nhiều người khỏi bệnh. Hiện tại công ty đang nghiên cứu một loại thuốc có thể giúp con người sống lâu hơn mà vẫn giữ được nét thanh xuân. Cuối cùng hắn kêu gọi các nhà đầu tư đóng góp vào dự án có tính chất lịch sử này. Hóa ra tên da đen Copley làm việc dưới trướng của Magic. Sau khi xem xong đoạn video về những chiến binh bất tử, ông chủ công ty dược quyết định điều quân đi bắt họ về để nghiên cứu. Bên này Ninh đang cố gắng hòa nhập với mọi người. Nghe họ kể thì cô mới biết được Booker là người bất tử từ năm 1812. Còn anh mồm lông râu và Nikki quen nhau trong trận chiến thập tự chinh năm 1101, có nghĩa là họ đã sống được gần 1.000 tuổi. Tuy nhiên người sống thọ nhất ở đây chính là Andy, ngay cả bản thân cô cũng không nhớ rõ số tuổi của mình. Ninh nghe xong liền thấy choáng ngợp. Cô hỏi vậy chúng ta sẽ bất tử mãi mãi sao? Chị Đại lắc đầu nói chúng ta cũng không thoát khỏi quy luật sinh lão bệnh tử như người bình thường. Chỉ là chúng ta sống lâu hơn mà thôi. Andy từng có một người đồng đội trên chiến trường, chẳng hiểu vì sao lúc đó anh ấy lại mất đi năng lực bất tử. Kết quả vết thương không lành lại rồi hy sinh tại chỗ, vì vậy năng lực bất tử sẽ không tồn tại mãi mãi. Tôi đến nên giật mình tỉnh giấc sau một cơn ác mộng. Cô nói mình đã mơ thấy một người phụ nữ bị nhốt trong quan tài sắt chìm sâu dưới đáy biển.
cô ấy cứ chết đi rồi sống lại như vậy cho đến khi phát điên. Nghe xong, Andy liền nói đó chính là quỳnh người bất tử đầu tiên mà cô tìm thấy. Trước đó hai người họ đã cùng nhau chinh chiến trên khắp thế giới, giúp đỡ vô số người hoạn nạn. Ai ngờ vì mang trong mình khả năng bất tử treo cổ mãi không chết nên họ bị coi là phù thủy. Kết quả quỳnh bị nhốt vào trong một quan tài sắt và ném xuống đáy biển. Còn Andy thì may mắn trốn thoát khỏi đó. Trải qua hàng trăm năm, cô luôn tìm cách để cứu người bạn thân nhưng đến nay vẫn không tìm được tung tích. Cũng vì lý do đó mà những người bất tử luôn sợ bị bắt và chịu sự tra tấn tinh thần sống không bằng chết. Nin cảm thấy lo lắng muốn bỏ cuộc nhưng Andy trấn an rằng cô sẽ làm mọi cách để bảo vệ đồng đội. Hai người không hề biết rằng đám thuộc hạ của Magic đã tìm được đến đây. Nghe tiếng nổ lớn vang lên, bọn họ vội vàng chạy về thì đã quá muộn. Cặp đôi đồng tính Joe và Nikki đã bị bọn chúng bắt đi. Chỉ còn lại Booker với vết thương lòi cả nội tạng trên người. Nhưng không lâu sau anh ta đã lành lặn lại như bình thường. Andy tức giận xách kiếm đi trả thù và bảo hai người ở lại đến khi có tín hiệu. Chị Đại bật chế độ đồ sát, hai tay một kiếm một súng chém giết liên tục, gặp thần sát thần, gặp ma sát ma. Thằng nào xông đến đều cỏ mọc xanh mộ tại chỗ, dù rất mạnh nhưng cô vẫn bị đâm lén một nhát dao vào vai. Điều này khiến cô phẫn nộ, càng quyết tâm giúp thần chết chạy deadline hơn. Chứng kiến đám lính của mình nằm đắp chiếu ngay ngắn, cô Plea sợ hãi hai hòn giái đánh lô tô, hắn ra lệnh cho đám lính nhanh chóng rút quân. Sáng hôm sau, anh Dâu Sùng cùng người bạn đời của mình bị áp giải đến chỗ của Magic. Vì không tin trên đời này có người bất tử nên hắn đã cầm một con dao chém tới tấp vào người Dâu. Khi thấy vết thương trên người anh Dâu Sùng lành lại, hắn liền trố mắt ngạc nhiên. Magic yêu cầu nữ bác sĩ phải nhanh chóng tìm ra bí mật trường sinh bất lão trên cơ thể họ. Thế là hai người bị hành hạ liên tục như những con chuột thí nghiệm, hết lấy máu rồi lại bị đem đi hút tủy. Copley thấy mọi thứ đã đi quá xa nên yêu cầu Magic dừng ngay việc làm vô nhân đạo này. Anh đã có mẫu máu cùng với ADN để làm thí nghiệm rồi nên hãy thả họ ra đi. Tuy nhiên Magic không có ý định thả người vì hắn sợ bọn họ rơi vào tay công ty đối thủ. Phía bên kia, Andy cùng những người còn lại di chuyển đến một khu mỏ bỏ hoang. Cô bảo Booker điều tra vị trí của Copley để giải cứu cặp đôi Nikki, nhưng tên da đen này không hề để lại bất kỳ mọi dấu vết nào trên Internet. Lúc này chị Đại đột nhiên cảm thấy đau nhói ở trên vai, hóa ra vết thương vừa rồi vẫn chưa lành lại. Cô ý thức được rằng mình đã mất đi năng lực bất tử, vì vậy đã bí mật chạy đi mua thuốc. Do chưa bao giờ phải sử dụng thuốc nên Andy có hơi lúng túng, cũng may bà chủ tốt bụng đã giúp cô băng bó vết thương. Ngày hôm sau, Booker thông báo đã tìm ra vị trí của tên da đen, hắn ta đang trú ngụ ở khu ngoại ô London. Thế là ba người ngay lập tức lái xe đến đó. Booker đưa cho chị Đại một khẩu lục bạc, còn chị Đại thì đưa cho Nin một khẩu tiểu liên. Tuy nhiên Nin lại không muốn tham gia vào vụ này vì không muốn giết người như Andy. Chị Đại nói rằng mình chỉ giết kẻ xấu để giữ hòa bình cho thế giới chứ không hề lạm sát người vô tội. Thế nhưng Nin vẫn quyết tâm không tham gia vì cô còn có gia đình. Chẳng còn cách nào khác, Andy đành phải đưa cho cô nàng da đen khẩu lục bạc để tự vệ, rồi bảo Nin lái xe rời đi. Trong lúc trở về nhà, Nin vô tình phát hiện khẩu súng lục không có đạn. Điều này có nghĩa là Booker định tạo phản. Biết Andy đang gặp nguy hiểm nên cô nàng quyết định quay lại trợ giúp. Trong khi đó, chị Đại đã tìm thấy tên da đen. Cô chĩa súng vào hắn để tra khảo tung tích của hai người đồng đội bị bắt cóc. Đúng lúc này, Andy bất ngờ bị bắn trọng thương từ phía sau. Quả nhiên Booker đã phản bội lại mọi người, ngay cả vị trí căn cứ cũng là do anh ta chỉ điểm. Thật ra Copley cũng không phải là một kẻ xấu xa. Vợ của anh ta qua đời 2 năm trước do bị chứng teo cơ. Sau khi biết trên đời này tồn tại những chiến binh bất tử, anh ta đã không ngừng tìm kiếm và phát hiện ra nhóm của Andy. Vì vậy Copley mới bắt tay với ông chủ hãng dược để nghiên cứu thuốc chữa bệnh cho mọi người. Còn lý do Booker phản bội là vì anh ta đã quá chán nản khi chứng kiến người thân qua đời mà mình thì bất tử. Anh nghĩ rằng Magic sẽ tìm ra cách giúp cả nhóm có thể chết một cách bình thường. Khi ấy Booker phát hiện vết thương trên người Andy vẫn liên tục chảy máu. Nhận thấy chị Đại đã mất đi khả năng bất tử, Booker liền tỏ ra hối hận nhưng quá muộn rồi. Bởi vì ông chủ hãng dược cùng đám thuộc hạ vừa tìm đến, bọn chúng muốn bắt cả Andy và Booker về trụ sở để thí nghiệm. Copley cố gắng ngăn cản nhưng bị đánh cho bất tỉnh nhân sự. Đến khi tỉnh lại thì nhìn thấy Nin đang chĩa súng về phía mình. Cô hỏi đối phương mọi người đang ở đâu. Copley biết mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng nên muốn lấy công chuộc tội. Anh ta nhanh chóng dẫn Nin đến công ty của Magic và bảo rằng bọn họ đang bị nhốt ở tầng 15 để làm thí nghiệm. Vì không muốn vướng bận chân tay nên cô nàng da đen kêu Copley trở về nhà. Một mình cô cũng đủ hốt xác bọn chúng rồi. Ai ngờ vừa mới mò lên được tầng 15 thì bị đám lính bắn bay cả não. Cô chỉ giả vờ nằm đó để chúng chủ quan rồi bất ngờ bật dậy làm nhẹ ba mạng. Tuy nhiên việc này đã bị tên chỉ huy quan sát qua camera nhìn thấy. Hắn hạ lệnh cho một đội lính khác tiêu diệt cô. Nin cố gắng chống trả kẻ địch rồi nhanh chóng di chuyển vào trong phòng thí nghiệm nơi cả đội đang bị bắt. À, bác sĩ chơi bẩn định cắn lén liền bị cô bón hành cho ngập miệng. Sau khi được giải thoát, mọi người lập tức chuẩn bị vũ khí lên đường tiêu diệt Magic. Booker muốn ở lại vì anh ta cảm thấy tội lỗi khi phản bội lại đồng đội của mình. Tuy nhiên Andy nói rằng giờ không phải lúc để yểu điệu thục nữ như vậy, phải ngăn bọn chúng trước khi quá muộn. Thế là các chiến binh bất tử một lần nữa sát cánh cùng nhau càn quét kẻ địch. Vì chị Đại đã mất đi siêu năng lực nên cả nhóm vừa tấn công vừa hỗ trợ cô đỡ đạn. Họ đi đến đâu là có đứa phải nằm đắp chiếu tới đó. Biết mình được mọi người bảo kê nên Andy cảm thấy không quen. Chị Đại đập kính lấy luôn chiếc rìu chữa cháy rồi lao ra chơi khô máu. Chứ ngồi yên thế này đàn em nó cười cho thối mặt. Dù chỉ dùng vũ khí cận chiến nhưng cô vẫn hạ được vô số kẻ địch.
thậm chí còn tay không đánh bại một tên lính to cao đen hôi và ép hắn nói ra vị trí của Magic. Hắn khai mục tiêu đang ở trên tầng cao nhất. Tên thủ lĩnh yêu cầu đám đàn em chú ý cánh cửa phía trước, còn Magic thì cầm chiếc rìu của chị đại làm màu, chứ thật ra hắn sợ tè cả da quần rồi. Vì đã sống qua hàng nghìn trận chiến lớn nhỏ rồi nên Andy đâu có ngu mà lao đầu vào cửa trước. Cô đã kêu anh dâu sùng đột nhập bằng đường cửa kính xả súng làm rối loạn đội hình địch. Còn cô và Nin xông vào sau để hỗ trợ, anh dâu sùng liên tục đi đường quyền vào ảnh đại diện của tên chỉ huy vì trước đó dám bắt nạt bạn đời của mình. Hắn ra sức chống cự nhưng làm sao có thể ăn được một kẻ bất tử cơ chứ. Kết quả hắn bị dâu tiễn về miền Tây Thiên Cực nhọc bằng một pha vật hết nước chấm. Nicky thấy thang máy đang đi xuống liền đoán rằng Magic đang chạy trốn, vì vậy anh cùng với mọi người lập tức quốc bộ theo đường cầu thang truy bắt hắn ta. Còn Andy và Nin ở trên này nghỉ ngơi tâm sự, ai ngờ đang chém gió thì Magic xuất hiện cầm súng chĩa về phía chị đại. Hắn biết cô đã mất đi năng lực bất tử nên muốn uy hiếp Nin. Chị đại liền nháy mắt ra hiệu cho Nin bắn mình để Magic mất tập trung, rồi ngay sau đó phản công đoạt lại chiếc rìu chém hắn một nhát ngay cổ. Hắn vẫn ngoan cố định giết Andy nhưng Nin kịp thời chặn và đưa hắn đi chơi nhảy dù tự do, có điều quên không mang theo dù mà thôi. Kết quả ông chủ hãng dược nát bét, còn Nin thì vẫn bình an. Cả nhóm sau đó nhanh chóng lái xe rời khỏi hiện trường trước khi đám cảnh sát vô dụng xuất hiện. Vì Booker đã phản bội lại tổ chức nên anh ta bị phạt 100 năm sống cô đơn mới được trở về cùng đội. Booker biết Andy đã không còn khả năng bất tử nữa nên đây có thể là lần cuối họ gặp nhau. Hai người ôm nhau thắm thiết thay cho lời tiễn biệt. Sau đó cả nhóm tìm đến nhà Copley và nhìn thấy anh ta thu thập rất nhiều thông tin có liên quan tới mọi người. Hóa ra từ khi biết mình bất tử đến nay họ đã trải qua rất nhiều trận chiến để bảo vệ sự bình yên cho nhân loại. Nhưng thời hiện đại chỉ cần lộ ảnh nóng thôi là cả thế giới đều biết đến. Chính vì vậy Andy đã yêu cầu anh da đen tham gia cùng với nhóm. Anh có nhiệm vụ xóa sạch dấu vết mỗi khi cả đội hoạt động, nói thẳng ra là làm cu li. Phía bên kia Booker trở về nhà thì phát hiện có một cô gái áo đỏ đột nhập vào phòng từ lúc nào không hay, không ngờ người đó lại là Quỳnh. Vậy là cô ấy đã thoát khỏi cỗ quan tài sát sau hơn 500 năm bị giam cầm, không biết sự trở lại của người đẹp sẽ mang đến điều tốt đẹp hay tai ương cho loài người. Đây chính là cái kết mở để đạo diễn ra phần tiếp theo. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.